khách lấy luôn rồi, đang tự rửa luôn. Anh này trước có mua mình chiếc rồi, giờ mua chiếc thứ hai. Bây giờ hai bác chủ máy đang tự rửa luôn. Tới cái coi. Tự xử là dễ nhất đúng không? Rồi giờ sẵn quay con này luôn. TC70 Blue. Alo nghe. Nghe anh. Rồi đúng rồi. Rồi làm lót một số inox vô chiếc Blue này cho nó độ bền nó tăng cao lên. Nó mới mới vậy làm ổn ha. Mở cái nắp giùm em quay cái đầu máy chữ Thái rồi. Quay cái đầu máy chữ Thái. Khác cái lút Việt. Rồi, cảm ơn. Cái này là máy đầu máy chữ Thái luôn. Xịn ha. Số khung quay sơ sơ được rồi. Số khung em có hết mà. Này máy hát. Rồi, chuẩn bị nha, 1, 2, chưa tốt quá, 1, 2, 3, rồi cảm ơn anh, xong. Quá đẹp. Không em quay rồi chứ không phải trực tiếp. Có ba em phải trực tiếp nhiều. Thì qua kia chụp đi cho đẹp. Đi lên sau cuối đó anh. Thôi vô đây luôn đi, vô đây chụp luôn đi, khỏi bên kia.
Ôi 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 ôi. Rồi vô. Nhanh 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 nhanh. Ra chú bà. Lẹ đi, ra lẹ đi. 1 2 3. Đi lên thôi cho cháu. 1 2 3. Hôm nay không đẹp qua kia đi. Qua đây không thấy gì trơn á. Không thấy mà lút. Qua đây đi, qua đây đi. Đó, qua đây đẹp hơn nè. Góc này chụp đẹp hơn nè. Kéo bên lên kéo cái đó xuống thấy chụp lút lên. Rồi, được rồi. Thôi. 1 2 3. Em chưa nha. Rồi, cảm ơn hai anh xong. Nghe anh. BBG hả? BBG hiện tại giờ em tạm hết rồi ha. À, không, bây giờ BBG em hết rồi. Thì tầm cỡ 15 ngày nữa mới có anh ơi. Em mãi không? Phải không? Bữa này chưa khóa có gọi anh bà. Cái này em đâu có chưa khóa đâu. Chưa có giá, khi nào có máy có giá rồi. Rồi em đang lên máy xíu bận đây. Em đang bận lên máy ở đây, quý vị anh gọi lại sau giùm em ha. Khi nào có anh coi YouTube hay Zalo em gửi báo giá cho nha. Em đang lên máy rồi vậy ha. Chìa khóa mấy ổng có chưa mà. Mở cốp. Rồi xong nha mọi người, vào lút về Nam Định. Chào mọi người, bữa nay ngày 3 tháng 8 nè, về thêm một container máy Thái nè, máy Thái đẹp á. Chiếc đầu tiên là chiếc DC-10 Blue. Đây là chiếc đầu tiên nha. Đây là chiếc thứ hai nè. Đây là chiếc thứ ba. Cái lỗ container này về á. Đây là bà lút nha. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Đây là kho máy hiện có của mình nha. Máy gặt DC-10 mình còn rất là nhiều, tầm khoảng chừng 50 chiếc á. Còn 105 thì mình có 3 chiếc ha. Còn 95 cũng 3-4 chiếc luôn nha. Phía sau đây là cái khu mà mình bảo dưỡng máy á. Để hồi mình quay cho mọi người xem. Là mấy chiếc 105 mình mới về lúc nãy nha. Máy 105. Chất lượng máy thì tùy theo mỗi chiếc nha, giá có thể dao động rất là nhiều. Thì giá bây giờ là từ 260 trở lên tới 400 ha.
Đây là mấy chiếc 95, DC 95 vẻ đẹp đó. Máy chạy nước thôi. Rất là mới, DC 95. Đây là phía trước nhìn vô nè ha. Mọi người cứ vô mua máy nha, ở đây mình ship tận nơi cho mọi người nha. Vô dù ở Lạng Sơn, Móng Cái gì cũng ship đầy đủ hết. Giao hàng miễn phí toàn quốc nha. Đây là khu vực phía trước nè, với những cái máy cài đời mới ha, mình nhập về. Máy đó qua sử dụng rồi là máy chạy nước. Máy chạy nước là những máy chạy ít á, rất là ít, thế họ chạy một tuần, một tháng là họ bán liền rồi. Đây là xuồng ghe mình chuẩn bị đi giao cho khách ha. Cái xuồng này. Phía sau này cũng có nhiều máy cài lắm, ví dụ như 4708 hàng lướt nè, đó. Như cái này. SB luôn ha. Còn bên này là 4508, mình mới về container đang kiểm tra lại chứ mới giao cho khách. Đây là khu vực để máy cộ lúa và những cái máy chở đất. Rồi, đây là cái khu mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha. Đây, những cái máy mình đang bảo dưỡng là mình làm đây hết. Mấy cái 60 làm lại mình để bên đó nha, hàng làm mới á. Đây là những cái máy ta bán rồi, khách ta mua hết rồi, đều là bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng thì nhiều cấp độ, ví dụ các bác muốn làm gì thì mình cứ yêu cầu mình làm nha. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ đỏ, nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á, huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta Bệnh viện Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.